Của em nha mọi người. Mọi người nhìn mẹ của em có gì tin không? Thì đây là thành quả của em. Em đốn được một lúc, trái khóm này rất là chín, rất là đẹp nha mọi người. Và trái khóm này á, nó đã bị hư rồi, nên em gọt ăn luôn nha mọi người. Chứ đem về người ta cũng không mua đâu. Em sẽ lấy con chờ này em trồng vào vũ sao nha mọi người. Khóm của em á thì ít phân nên nó rất là ngọt nha mọi người. Mời mọi người nha. Rồi em chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Cảm ơn mọi người.